Nóng dữ. Mời cả nhà không bị lộn nha. Clip này nó hơi kỳ. Cái gì ta nó hơi lạ xíu nha mọi người. Cho năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Đó. Thì trồng cây trong cái lọc đó, nó có nhiều tác dụng lắm nha. Một là nó lọc nước. Hai là mình có thể sử dụng được nó. Có nhiều anh em chúng ta trồng chầu bà hay gì đó thì mình nó cũng có tác dụng lọc nước cho mình. Nhưng mà nó mình sử dụng nó không có được. Ở đây thì em trồng mấy cái loại cây này nói chung là sử dụng được hết mọi người ha. Đây em có rau răm để ăn trộn gỏi gà hay các thứ, làm nhộm gỏi gì các thứ đó, ăn vịt lộn nè. Đó em trồng cả cần dây lá luôn nè mọi người. Cái này là nè, nó ra rễ nè, này em mới trồng thôi, em bỏ xuống đây đó. Thì cái cây này á, ở dưới miền Tây hay dùng để nấu canh chua nha cả nhà. Thì nói chung cái trong đây mọi người chúng ta có thể trồng được rất là nhiều, chẳng hạn như là rau muống nó cũng sống tốt trong đây đó mọi người. Rồi ở đây em có cây lá dứa nè, cây này chúng ta nấu nước để uống cũng rất là thơm, nấu chè hay là làm bánh các thứ. Rồi mình nấu cơm á, mỗi lần mình nấu cơm mình cắt một hai lá mình bỏ vào cái nồi cơm mình thì nó sẽ rất là thơm ha. Đó. Câu chuyện này nó hơi lạ chút xíu, em làm cho một cái mọi người chúng ta đỡ bị nhàm chán. Quay lại cái câu chuyện của cái dàn lọc này thì có rất là nhiều người hỏi là ủa em cái lọc em để như vậy thôi hả, nó tự nó xử lý được nước hay không, hay là mình phải làm gì nữa, có chăm gì thêm hay không. Thì ok mọi người, thì cái lọc này hồi trước giờ á, lúc mà em set up để nuôi con huyết long á, con huyết long nhỏ này nè, con huyết long nhỏ này hồi trước nuôi ở đây là nó chỉ có size tầm 16 cm 15 cm thôi, là một trong những con cái bầy năm cũ mấy á. Thì anh em lấy gần hết bầy rồi, còn mấy con thì em bắt một con lên đây em thả vô cái hồ này để mà nuôi nó trong cái hồ này để làm clip. Thì từ đó em set up cái hồ này nó sẽ có cái đất phân rồi di mát rồi một ít đá lông bủ vậy thôi, không có cái gì khác hết. Và chỉ cho một lần khử nước và một lần vi sinh, rồi từ đó giờ là em không cho bất cứ một cái gì nào nữa hết. Đó, hồ thì em cũng không có vệ sinh cái này luôn, hầu như là không vệ sinh gì hết. Nước nó sẽ tự chạy qua dàn lọc này và nó tự lọc nước và nó xuống đây thôi. Cái hồ này á, thì hiện tại em đang nuôi con bối Blue Bay, nhưng mà do em bắt con phi phụng cũ của cái hồ này nè, nó múc rêu rất là giỏi. Đây mọi người cũng thấy nè, nó múc rêu suốt ngày suốt đêm luôn, tại vì nó đi chung, nó nuôi chung với con huyết này cho nên là em cho nó qua đây đó, chuyển nó qua đây luôn đó. Em bỏ mà con khác thì hôm trước á, con này thì bữa nay nó mới tập, mới bắt đầu nó mới múc rêu nè. Là hôm nay, là hôm trước là có một con kia thì nó chuyên ăn hạt, cho nên là nó chưa có múc rêu giỏi, cho nên là cái hồ nó rêu quá trời luôn. Thì ngày hôm qua các bạn nhân viên mới đem cái con kia thả vô trong cái bồn này nè mọi người. Đó, ở trong đây thì nó sẽ cho ăn thức ăn viên cho mấy con cá chép tụi nó ăn trong đây nè, cái hồng két rồi đó. Thì mới bỏ con này vô, mới bỏ hôm qua thì hôm nay nó mới bắt đầu, nó dọn vệ sinh thôi, nó chưa có dọn được nhiều ha. Đó, thì cho nên là cái hồ này nó rất là dơ nha. Mà mọi người chúng ta cùng chờ xem sau vài ngày nữa thì cái hồ này nó sẽ có được dọn sạch hay không, hay là nó càng ngày nó càng rêu lên. Thì đây là một cái nếu mà chúng ta, cái hồ chúng ta không có những con cá vệ sinh mà chúng ta sử dụng đèn liên tục 24/24 thì cái hồ mình nó sẽ lên rêu như thế này mọi người nha, rất là rêu luôn. Và khi mà nó mình để nữa, mình không vệ sinh, mình không chà hồ, hay là mình không có phi phụng, hay là những con cá mà nó múc rêu á, thì nó sẽ lên như một cái rừng luôn và nó bít tất cả cái không gian đây luôn. Em có một cái ảnh em chụp cái hồ này bữa trước mà khi mà cái con cá nó chưa có vệ sinh á, thì nó sẽ như thế nào cho mọi người chúng ta xem ha. Rồi thì khi mình sử dụng đèn liên tục như vậy và thêm một cái nữa là nắng ở trên nó trực tiếp chiếu xuống như vậy á, thì cái hồ mình chắc chắn nó sẽ lên rêu. Đó, một là lên rêu sợi, rêu xanh như thế này. Hai là nó sẽ dạng rêu nâu như kiểu này nè mọi người. Nó bám hết cái thành này nè. Đó, nhìn nó dơ ha. Đó, nhưng mà cái nước á, thì nó rất là ok nha mọi người. Mọi người thấy nè, những con cá này đó,
từ hôm bữa giờ nuôi ngoài trời nắng gió mưa các thứ nhưng nó không có biểu hiện bệnh gì hết nha. Từ quan trọng là cái chất nước của mình nó ok và cái hệ thống lọc của mình nó đảm bảo được, nó lọc nước ok thì con cá mình nó sẽ sống khỏe ha. Giống như con cá này trong hồ này không có sưởi không có gì hết á, mấy bữa nắng ơi là nắng luôn, mấy chục độ, ba mấy bốn chục độ nó vẫn bình thường. Rồi mưa xuống đang nắng rồi mưa rào xuống ướt nhem như bây giờ luôn, nó vẫn không sao và cực kỳ là sung, ăn uống cực kỳ khỏe luôn. Ừ, mọi người thấy không? Và hôm nay là cái má nó đã lên màu rất là đậm rồi đó. Ok mọi người, thì vẫn là cái câu chuyện lọc nước. Câu chuyện lọc nước thì có thể là một cái chủ đề mà luôn luôn gây ra tranh cãi rất là nhiều người. Mỗi người sẽ có một quan điểm khác nhau. Thì em nuôi, mọi người chúng ta thấy nhìn vô cái hồ nữa, sao mà nó dơ dữ vậy? Có nhiều người hỏi là sao em nuôi cái hồ mà dơ dữ vậy em? Thật ra đó, mà con cá mình nó không sao hết, nhưng mà thật ra đó là nó mỗi cái nó đều có một cái nguyên do hết mọi người ha. Quan trọng là cái hồ của mình á, cái hệ vi sinh nó đã ổn định rồi thì những cái rêu xanh này nó không có thành vấn đề nha mọi người. Cái nước mình nó tốt, cái đèn mình có đánh cho cá mà nó có tác dụng cho cá lên màu thì bắt buộc nó phải có rong rêu đó. Còn cái chừng nào mà nó đục nước á, cái loại mà nó tảo tảo mà nó làm đục nước á thì cái đó nó sẽ không tốt, tại vì nó làm cho cá bị bỏ ăn, bị chết, không bơi, bị mất oxy, rất là nguy hiểm nha. Còn cái nước mà miếng nó trong mà cái rong rêu này thì không sao hết, mình cho cá phụ kiện vô, những con ăn rong rêu vô nó sẽ vệ sinh giúp mình. Và từ từ cái hồ mình nó sẽ như thế này thôi nè. Đây là cũng là một cái hồ để ở ngoài trời mà nó còn view bốn mặt, đánh hai cái đèn dưới nước luôn, bên đây chỉ có một cây thôi đó. Hầu như là những cái rong rêu xanh là con cá này, cái phụng này nó đã xử lý hết rồi, 90% rồi đó. Mình thấy không, nó múc rêu liên tục cả ngày cả đêm đó, thì ngay cả cái bóng đèn luôn nó sẽ cạp rêu rất là sạch sẽ đó. Thì con cá mình á, mình khỏi cần lo, mình chơi cá nó rất là đơn giản. Còn nhớ anh em á, có những quan điểm anh em chúng ta thích chơi những cái bật lọc xịn sò rồi, có nhiều người thích chơi những cái thuốc để xử lý cái rong xanh tảo xanh trong nước này nè, thì cái đó thì em không có chơi theo cái trường phái đó đó. Em chơi theo kiểu của mình và rất đơn giản, mà cá em sống tốt là được. Tất cả những ví dụ như đo pH nước ở đây, NH3 rồi các thứ em đo nó nằm trong cái ngưỡng rất là tốt, cho nên là mình cứ vậy mình chơi thôi. Và em đang muốn cố tình cho những con cá này nó trải nghiệm những cái môi trường nó không phải như bình thường, để cho nó phát sinh ra vấn đề để em làm clip. Chứ có nhiều anh em nói sao em mà chủ cửa hàng mà em chơi cái hồ cá nhìn gớm vậy. Thật ra cái này không phải là em chơi, mà em chủ yếu để làm clip để chia sẻ mọi người chúng ta khi có vấn đề phát sinh gì đó để chia sẻ mọi người ha. Chứ nếu mà bây giờ mình làm clip mà mình nói không á thì kiểu như ăn chay á, nói chay á, như ngày xưa kiểu người ta nói nghệ sĩ hát chay là vậy, là không có cái gì để dẫn chứng để cho mọi người chúng ta có thể hình dung được. Rồi ok mọi người nha, thì nói chung mỗi người sẽ có một cách chơi khác nhau, quan trọng là mình hiểu được cái vấn đề và mình quản lý được nó, mình nắm được cái cách, cái dòng nước nó như thế nào, vận hành nó làm sao để cho cái hồ mình nó hoạt động là ok mọi người nha. Mỗi người một cách chơi, nhưng mà trước khi chơi như thế này chúng ta cũng nên hiểu vấn đề là con cá mình nó cần một cái môi trường nước như thế nào. Ở đây em muốn làm một cái môi trường nó giống như là thiên nhiên một chút xíu, nó gần gũi với thiên nhiên hơn, nó cho con cá nó phát triển bình thường, ăn uống rất là bình thường, không có bệnh, không nấm, không gì hết đó. Rồi ok mọi người, thì anh em nào còn thắc mắc về vấn đề gì nữa chúng ta cứ bình luận bên dưới ha. Tại vì cái chủ đề này thật sự nếu mà nói thì nó rất là dài dòng, mà có thể nó nói 3 ngày 3 đêm vẫn được luôn đó. Ok mọi người, anh em là chúng ta cứ thảo luận bên dưới ha, bình luận bên dưới để anh em mình cùng nhau trao đổi, để học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau. Ok mọi người nha.